Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Lê Thị Nhi nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Huy Hoàng xin chào ông bà cô chú nha. Tình hình là Nhi hiện tại là Nhi đang có mặt tại Quy Nhơn. Cái khu chỗ mà Nhi đang đứng đây nè cả nhà, là lúc trước là nhà Nhi rồi, mấy cái hộ gia đình nhà rầm luôn á, là sinh sống ở đây nè. Xong bây giờ là nhà nước đã giải tỏa hết rồi, giờ họ đang lấp đất để làm cái gì đó Nhi không biết. Hôm qua thì anh Thép chở hai mẹ con về Quy Nhơn, xong rồi anh Thép có công việc đó, nên là anh Thép tranh thủ đi lên Gia Lai xử lý công việc ít ngày là sẽ quay lại xuống đây chơi. Dưới nhà Nhi thì hồi trước là cô Nhi này, ba Nhi này, rồi mấy em Nhi đồ nó ở vòng vòng khu vực này, còn bây giờ thì giải tỏa lên trên kia hết rồi, chắc đây chắc tầm hơn chục cây á. Và thì bây giờ dưới đây chỉ còn có mình nhà bà nội Nhi thôi, còn mấy anh chị em rồi lên kia hết rồi. Lúc cái khu chỗ này này là cái nhà mình hồi trước là ở đây, giờ dọn đi rồi, người ta cũng đổ đất cũng vô tới đây luôn rồi. Không biết là nhà bà nội Nhi có sau này có giải tỏa hay không, nhưng mà hiện tại là vẫn còn ở trong đó. Hồi lúc nhỏ thì mình thấy cái đường nó rộng, mà bây giờ mình lớn á, nhưng mình đi qua cái đường hẻm nhỏ lại, mình thấy sao, ủa sao nó nhỏ vậy, mà sao hồi nhỏ mình còn tụ tập mình chơi nhảy dây, mình chơi các kiểu ở trong một cái hẻm như thế này. Chắc ra bây giờ mình bự mình bự hơn hồi nhỏ ha. Huy Hoàng tới giờ ngủ rồi, cũng hơi càng nhằn chút. Bây giờ dẫn Huy Hoàng vô thăm bà cố nha, mà cả nhà cùng đồng hành với hai mẹ con ở video này nha. Đây nhà bà cố ở trong đây. Còn cái nhà đang hết nè. Còn một cái nhà đây nữa. Ủa không? Còn nhà nhận xéo một nữa. Nhận thường đi. Là còn một cái rủ nữa mới tới nhà nậu. Không biết là nhà nậu có thôi đi lần hồi trước coi. Nhà nào có giải tỏa hay không, mà bây giờ thì cũng đang chờ quy hoạch của nhà nước thôi. Ông nội thì vừa quê rồi hả? Ông nội về làng đồ. Còn cái mình nhà nội ở đây là cúng kính, rồi 3 năm nhà mãn, 2 năm thành 2, 4 tháng mấy rồi. Cách đây là hồi đầu tháng 8 Nhi về Quy Nhơn một lần ở cả nhà. Lúc đó Nhi có chia sẻ là ông thừa của Nhi mất, thì bây giờ là bà nội Nhi ở đây là thắp nhang rồi trong thừa luôn. Còn nhà này lâu lắm rồi cho nên là cây rồi nó mục như thế này nè, nhưng mà kiểu bây giờ nếu mà mình sửa thì mình không có biết là kế hoạch của nhà nước họ có giải tỏa hay sắp tới hay không. Còn mình sửa thì nếu mà họ giải tỏa thì nó sẽ rất là phí, cho nên là bây giờ mình cũng để làm tạm để cho nó đỡ chăm đỡ dột rồi cho mình ở một thời gian nữa xem thử kế hoạch nhà nước như thế nào. Ông thừa này. Con ăn được cái gì? Con ăn được cái gì? Chị nha. Ăn bánh này, tại mà bánh này bánh ăn ngon lắm. Dạ. Ủa, nào ở đây còn mắng bia nữa hả? Thì bỏ đến như chưa đâu có ai lâu lâu mua mắng bia ăn nó. Nó ăn không ăn chè đâu nậu, nó ăn cái trái cây gì không? Thì cây ăn có. Làm nước cam cho nước. Có cái nọ tí lát nữa con mang, con nãy con mới ăn sáng mà. Lúc mà có nó cầm cam cho nó ăn. Nó cầm cái xe từ ở trên nhà mà trên nhà ba má Nhi mà chạy xuống đây mà đi dọc đường mà Nhi sợ nó rớt nó ngủ gục nữa. Nó không rớt không? Trời dữ vậy. Trời cháu dữ vậy bà cố lúc nào cũng coi nè, đây nè. Bữa nào khác nè. Đụng bên trên hộp của Trúc Tài, hộp cũ á. Mở ra là các con liền bơ 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 nè, răng nệ má lên cù cù người ta có ẩm không? Bà có ẩm ẩm chắc mày không chịu không? Kiểu bây giờ nó cũng hơi bám mẹ, nó không có chịu người lạ đâu. Có bà ngoại nó vô thời gian nó mới chịu, chứ giờ chặt sữa nó có cua. Bà nội của Huy Hoàng á, là mẹ chồng Nhi là ngày nào cũng xuống hết đó, là nó quen là nó cho ẩm. Còn ba nó cũng quen, nó cũng cho ẩm. Còn mấy chị em trong shop nó quen thì nó cũng cho ẩm, mà hễ người lạ mà ít khi nào gặp mặt là nó không cho ẩm. Ví dụ như ba chồng Nhi lâu lâu mới xuống thì nó cũng không cho ẩm hết. Có 7 kg 2 rồi nè, nó đi được không? Dạ chưa, gần đâu nâu lâu rồi. Còn mấy tuần nữa hả? Dạ còn nửa tháng nữa. 2 tuần nữa thằng má xong bài nha, thằng má xong chín còn
9, 17 gì đó, 17 sao á, 17 tháng 9. À, bà có rồi á. Con này tháng nhớ ăn. À đúng rồi. À. Giờ con đâu nhớ gì đâu. Giờ con nhớ rồi, con có chút xíu con mất ăn tháng mà. Rồi bà có vô mà. Con có chút xíu, bây giờ cũng có chút xíu à. Con nhớ không? Nhớ bà cô. À bà có ăn. Chưa chịu. Hồi tối ở lại nhà lạ, cả nhà xong anh cũng không có quen rồi. Nhìn cái gì cũng sợ hết, nhìn cái tấm trải màu sắc sặc sỡ quá cũng sợ. cái gì cũng sợ à. Hồi nãy đi xuống dưới đây trời mưa, trùm áo mưa vô cũng sợ. Nó có sợ cậu hiểu không? Có luôn. Đúng không? Sợ hết. Lâu lâu mày ấm nó sợ đi. Cát cũng sợ, cái gì cũng sợ hết á. Yếu đuối mong manh quá vợ. Yếu đuối mong manh quá. Giờ con mới lên nhà con trúc nghỉ không? Dạ không, để con lên kia con ngủ luôn. Lên nhà mát con đi. Dạ. Giờ nhà mát đầu nó còn làm bụi mà. Hết làm rồi. Giờ ngủ quá. Để lấy nước cho con uống nha. Lấy nước hay là bà cố lấy nước uống. Bây giờ nó lấy nước nó xong rồi nha. Dạ. Là ông thừa chó là lúc đó là bao nhiêu tuổi nào, năm nay là bao nhiêu tuổi? 60. Đúng 60 luôn hả? Đúng 60. Đúng 60 tuổi là người đàn ông đi ngoài đường không đội nón, không mặc áo. Mặc áo. Ủa chừng nào ông nội mới về nào? Ông mất rồi. Đi bữa nó về. Nào chiên chả ram hả? Chả ram tôm đất hay gì nào? Không, ra ram chay vô con á. Cũng thừa 49 ngày rồi, còn như hai bà bì dùm hôm nay mà hoành nậu đó đi chay bỏ ra chứ sơ sơ chứ không có chiên giòn không nó cháy. Dạ. Trời đồ cầu chừng nào nậu ăn cơm? Từ từ ăn con nấu. Ăn ăn nậu nấu có gì ăn? Nậu con ăn mà nậu mới nấu chứ. Để nấu nấu luôn đi. Nấu cơm rau nè, ra mua rồi giá đồ có men rau xào. Dạ. Cô ăn men ngon, được không? Dạ được. Ăn men ngon á. Bà cháu chịu lên. Dạ. Nậu đang bào cái măng để mà lát nữa mình xào. Xào cô. Ủa tối ba có ai xuống ngủ với nậu không? Con mình nậu à. Có còn có cô ba mà cô ba nó đi đầu cái nâu nó phải nó đâu á. Bữa giờ bán được không nậu? Có bán gì hết á. Năm sớm thì đi mua có đi rầu. Mấy ông đi biến ruộng đậu đi xuống không bao nhiêu ra rầu cho bọn mình đâu đi hết đồ ai uống ở đâu con. Dạ. Đi hết gần hết rồi mà. Đi hết người còn có mấy người ta đây. Xuống mấy người đây còn không ai uống. Uống đâu đâu quán không uống. Kìa bà cố cho con gì kìa. Đó, là lấy đi con. Lấy kìa. Coi thử nha, thằng ớt của Hi Hòn nha. Hi nghĩ là nó thấy con gì lạ nó cũng sẽ sợ, quéo dở. Đây, một con rồng Nam Mỹ. Hôm qua có cái một lạc nữa mà rùa đâu mà. Một con rồng Nam Mỹ. Ôi, đưa cái đôi cho nó im. Nè, rồng Nam Mỹ nó lắc cái đuôi nè. Lắc cái đuôi đi. Cầm vô về cho con cung bên này nó coi. Trời, may quá không sợ. Dạ được hậu á, không có sợ. Cũng đi, cái này nó pin nè. Có pin mà bỏ pin vô nó có chạy không ta? Bỏ pin lên nó chạy rồi, đã hết rồi. Một chó đi tao, rồi đó nó
ba Dương Minh á, ngày qua ba Dương Minh á nó rớt ra. Nó bỏ cái nắp ở đây nè, nó hút. Ờ, giống mà tôi quên nó hút cái nắp nó dính cho con bỏ trong nhựa. Hồi sáng giờ mưa không biết chiều này có mưa nữa. Nếu mà không mưa thì dẫn Huy Hồng ra biển, còn nếu mà mưa thì ở nhà. Biển tao. Nha. Thấy đọc 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 đọc. Nên nhà cô có nghĩ đây rồi chiều ra biển chân. Rồi chạy lên thì xuống chân. Mưa không? Mưa không chàng. Bye bye. 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 Bye đi xe máy mà cầm á, trời ơi, đó đây em nó cầm nó cho luôn, nè đem về Ninh Thuận cho luôn anh, đang cái mình gọi nó, giờ nó cho, nó rất là mừng ngày qua nó luôn có ba giờ mình, mà nó có con ta trả đáp lại mà đem ra bỏ nhiều nó bán nhẹ lắm, cha. Tiền của ta tiền. Bà cả nhà ăn cơm chưa nha? Mờ cả nhà ăn cơm. Bà ngồi chế châu chung cho cô ăn cơm. Đâu có đứa con ăn cơm. Thừ sao? Dễ là được đâu. Thừ là vui rậu. Nè, ông. Nóng hả? Nóng hả? Vậy mình bán chút xì dầu cho người khác chứ. Cho ăn lạc nè. Không, nó không có chưa ăn xì dầu nào. Chị nghe ăn gì? Nang cũng không à. Nó lạc nữa rồi sao nó nuốt. Nó nuốt được mà. Dạ thôi rồi em đi. Thì dầu chờ lớn lên xíu nữa mới được ăn à. Bye bye hả? Chưa ăn xong mà. Chưa kết thúc video mà bye bye cái gì? Nè, cho con miếng cơm nữa nè. Cơm ngon nè. Nè, thấy không? Chưa. Con ngồi bé bên nè, bé bên mẹ nha. Con nấu cơm nó là chẳng phải một cái nồi đó đâu nha. Dạ. Nồi đó nó còn ra nấu rang luôn hay nè. Đó để thằng hiểu nghe gì nè. Con chay ăn mặn cái tiền đó. Bánh rang gì? Mì tôm. Mì tôm cho. Tôi đọc có được chay mà cũng một do 49 ngày luôn nhỏ mà cả ram ý là ngày nào cúng hết hả? Ngày cúng hai lần rồi qua 49 ngày là mình ăn cơm là mình chọn nó ăn tự do vậy á. Hầu sao giờ hầu dạy xong bỏ cho trong đây luôn không nó hầu sống vậy. Hầu sống là rộng riêng nhỏ nó thích ăn mình không. Ý là hầu sống ông thường cũng ăn riêng bây giờ em nhớ, bây giờ cũng vậy nhớ vậy là nhớ làm một mâm riêng để cái bên vậy đó. Vậy á giống như mời mời ăn vậy á. Mời mời cả nhà ăn cơm nha. Tính là mua rau về xà luộc nó mà dưa leo không còn ăn dưa leo không nhà khói rồi có ăn cá nè giờ cho bọn ăn con nha có chừng ở nó giờ mang nghe giờ con chấm nè. Măng đây ăn măng chua. Nó tư măng măng lái á. Bán á. Sao ăn nó chua chua ta? Do là nó ngâm. Chút rồi nó ái rồi nó luộc hay rồi nó ngâm con à. Cũng mình ha ái gì là nó tư là mình xét mình xào nó ngọt lắm. Để nó mua chua rồi, nó ái cho. Nó bán mà. Lấy rau thử hơn. Măng ở đây mắc không nào? Măng dưới 20 ngàn cái lúc mắc còn 10 ngàn cũng tầm. Bạn nậu làm dứa là còn đầu tầm này nhá. Ở trên núi thì nó rẻ, còn đem về đây thì người ta tính bán công rồi này nọ nó sẽ 40 ngàn mà nay còn 20. Trên nó thu mua như có mấy ngàn. Mua được 5 ngàn. 5 ngàn, 8 ngàn tùy chỗ.
Măng mà mình chặt về như vậy ngay ăn nó ngọt lắm. Còn đây là nó ớt, nó muốn ngay chua. Nhiều phát lắm. Sao ông bèn, sao bèn nào không kêu ông nậu gì đây ở luôn? Ở giờ ở không rồi, ông nậu ở không, mình nậu ở không lấy em mà. Chứ ông nậu ở đâu ở không hả? Ông về ông giờ ông trồng bầu không biết đấy. Lên đầu trồng lúa qua. Không biết trồng bầu. Trồng người đó ăn đâu chơi, đâu có máy gì đâu. Nhiều như bác nữa. Ăn không chơi. Đủ ăn nhiều có đâu bác. Nha bà nậu là mắc cái bàn thờ của ông thừa là phải 3 năm. Nên là phải ở đây. 3 năm rồi hạt vốn lắm. Phải ở đây coi. Mùng 5 tháng 7. Giờ mất ở coi ông kêu bỏ đi đóng cửa nè. Sợ quá. Bây giờ có nó. Giờ nó ở ông dưỡng mình nuôi nó chờ tàn. Giờ lâu lâu thì ông về rồi ông lên nhà mớ. Không có nhà mớ đâu. Nhà má nào? Đi má. Ừ. Ừ. Ờ giờ ông ơi chung. Giờ ông được đặt tiền rồi đó. Đi đâu về cũng có cái tuổi. Ủa, từ lúc ông Thường mắc tới giờ bà nào có thấy ông Thường gì vậy? Thấy hai lần. Thế là bà nào nhìn thấy ông Thường gì hai lần rồi? Ừ. Đúng sao? Rồi 6-10 ngày ở bệnh viện rồi. Ủa giờ về cái mình bầu tung cầm rồi nó đau quá, sức đêm quá nó đau nó thiếu hết lắm. Bây giờ mình giận mình nằm nằm, nằm đêm nhất con sao gần thứ hai á, một phần xuống hư, lên lầu tám á, để mà lần sau dùng mà ai cũng ngủ hết, ngồi dưới nó cũng được, bốn, ba tiếng nữa thì bốn. Thì bốn cái thứ hai thì đứa vào đi nó mất ra không thấy ai cũng nằm ngủ mà sao rồi cái đứa tên mình là cái thứ bốn rồi thì ông bà nậu mày sáng mình nấu cháo dầm lên à rồi nên là hậu hôm chắc ông không nói ông làm biết ông không có khôn mà cứ nó về là nó kêu ông nó đúng không rồi mệt quá con đem con cho bà về nó mệt cứ thức con ông thức bằng ngày ông cũng thức bằng ngày từng nước á con. Chứ một ngày chiều cứ bốn bình lặn mà cứ bốn tiếng hồ mới hết bình nước. Dạ. Ừ. Đừng nước mà tới chân đạm. Ừ. Vì lúc đó ăn nào đúng á. Cũng còn nó tự bà mét á. Ừ. Mét là ơi nên là cái dưới này à. Vừa đi bệnh viện về rồi chắc cũng mười ngày nữa đây nấu năm đây này mà coi như chắc cũng hơn hai tuần rồi nấu mới năm mệt quá này nhiều khi mà nấu biết không chạy cũng nha á rồi mới làm thừa chắc nha mà cũng từ vậy nào cũng từ ba tiếng vậy nữa rồi mới làm thừa bỏ vô. Không có ai hết mình nó mệt quá mà vừa ngủ con hết đâu nó về nó kêu nữa rồi nó sợ nó ngang nhằn hết rồi mấy lúc ông đi phố ông mới ngủ lại hai lần hôm nay không có rồi 4-9 ngày rồi từ nay không có nữa hết rồi đi nè đi về một cốc tẩu thì nó trồng con tẩu không phá phá gì nó quá gì nó quá chứ em biết nó nào điều mình bây giờ thương em mình đối như ngày nó còn mới mỉ quá wow đang ăn mà trời mưa lớn quá trời mưa này nước ở trời nó chạy xuống mới mưa được chút xíu của con lịch nó thôi trời ơi mưa lớn quá con nó có ý hay không nghe em. Dạ, để con thay rồi cho nó ngủ luôn. Giờ này đến giờ ngủ của Huy Hoàng nên là nó hơi ngang. Chắc như chờ tạnh mưa xíu rồi Nhi sẽ chở nó về cho nó ngủ. Hồi sáng đi trên đường xuống đây là đã ngủ gục rồi. Dạ ha. Thôi để mẹ chở con về ngủ nha.
Chắc là Nhi cũng xin phép tạm dừng video ở đây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian của bác của mình xem hết video này. Để lại cho Nhi một cái like, một đăng ký thêm tí kênh nha. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye bye. Nhớ lấy nhau xuống ăn nhân nào. Giờ con lắc lên nha. Dạ con nghe nè. Con còn ở trên nhà nữa. Để thâu đế ra để lại ngay được. Để anh mau múc em. Cái nhà nó để lên 1-2 ngày nữa anh nó cũng ngọt. Để nó hái á. Để bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Cháu nó đi về á, nó phút gần lên bàn phố ăn phố. Đi. Rồi đi.